Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với những cặp đấu trong giải Võ Lâm Minh Chủ server Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ chấm nét nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu một cặp đấu rất là hay anh em ạ, giữa Colossus và Đạc Ma nha anh em. Huyền thoại Đạc Ma cái cùng què tên nhất là nghe kêu, nên là không biết Đạc Ma có chiến thắng Colossus hay không anh em. Chúng ta được biết là Đạc Ma là một môn phái solo một rất là bá đạo. Chúng ta cùng coi đồ của cao thủ Đạc Ma này nha. Mấy món đồ xanh rất là bình thường, bình dị. Tại server này đồ rất là hiếm anh em ạ, nên là chúng ta sẽ coi những món đồ rất là bình dị, bình dân thôi. Cũng bằng 15, làm chậm 30 sinh lực, thủ lý 15. Có những món đồ rất là bình dân. Còn chùy này bú lực tay nè, chùy bú lực tay anh em ạ. Cấp độ thì khoảng 9 đến 9 đó. Ta vào ma tặc đã vào anh em. Cô luồng xét đã vào anh em ạ. Chúng ta cùng coi cô luồng xét nha anh em. Làm chậm 40, làm chậm 30, các mùa 19, hồi 40, tất cả 8, làm mùa 5, lôi 15. Đồ rất là bình thường anh em ạ. Cuộc server này thì được ok em, tại kiếm đồ rất là khó, tại server này là đồ khó kiếm lắm anh em ạ. Và chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đấu giữa Đạc Ma Sư Tổ và Colossus nha. Đấu còn 40 giây thôi mà là đặc chú Đạc Ma chưa vào nữa anh em ạ. Colossus mà khi có bùa choáng lên đánh cũng khá là bá đạo anh em, nhưng khi mà Đạc Ma áp sát rồi thôi không hiểu điều gì xảy ra. Nói chung là kèo này rất là hay anh em, tại vì cấp độ giữa hai cái phái này không phải là cấp độ cao, chỉ là cấp độ khoảng 9x, 9 đến 10x thôi anh em. Mình cũng không rõ cấp bao nhiêu nhưng khoảng tầm đó thôi anh em, tại server cấp cao nhất mới là 106 anh em. 20 giây rồi mà không hiểu nổi tại sao Thiếu Lâm chưa vào nữa anh em. Ma tặc vào rồi, vào rồi anh em, vừa vào vừa bút kêu luôn. Vãi, vừa vào vừa bút kêu luôn, rất là may mắn cho cái cùng què. Ồ, đánh hàng long rồi, đánh hàng long rồi. Cô luôn xét đã bút bùa rồi, bút bùa rồi đó, bút bùa choáng gì à, bút bùa đó anh em thấy không? Ta thấy sư tử hống luôn anh em ạ, sư tử hống luôn. Tao thể thấy hàng long rồi, cô luôn sẽ chưa đánh thêm đánh luôn anh em, chưa thêm đánh luôn anh em. Đang câu hả? Câu gì đây? À, về một chiến thuật rất là hay đến với chiến đội ma tặc. Lại chơi bút bùa thôi. Tự nhiên thằng live stream mà quên mất cái kiểu của Colossus anh em. Cái kiểu bùa này là như mới tung ảo anh hả? Không phải. Như là cái gì? Tự nhiên quên tên anh em ạ. Tự nhiên bất ngờ quá, nhảy số không kịp anh em. Chứ là hay nhớ lắm anh em, mà giờ quên, tự nhiên quên anh em ạ. À, chơi Colossus đang chơi một chiến thuật rất là hay. Chứ nếu mà giao trăm đao, giao đam thì có khả năng Đạc Ma sẽ thắng, nhưng đây một chiến thuật rất là hay. Đạc Ma cũng đang dùng sứ tử hống rất là hay, nhưng không trúng anh em. Tại vì Thiếu Lâm mới 90x thôi, nếu có kêu 12x nữa nó phản bùa này cũng khá là hay. Một cặp đấu rất là khá là hay anh em ạ. Mà mình cũng không biết là phần thắng thì như thế nào, khi mà trình độ BK của anh Mã Tặc cũng đang rất là hay, một chiến thuật rất là hay. Cái quần què cũng đang cố gắng đón đường đi của cô luôn để mà đánh hàng long. Nhưng mặc dù không đánh được anh em ạ, tại vì hai con đều chú dạ hết. Chạy cô luôn có vẻ nhỉnh hơn, và cô luôn đang di chuyển những bước đi rất là mượt mà, rất là uyển chuyển anh em ạ. Xuống lấy Đạc Ma này, à xuống lấy thể lực anh em ạ.
để câu thời gian mà không sợ. Rồi xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, cô luôn xét xuống rồi, lại lên ngựa rồi. Nổ 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 chết này, chết này, chết á. Cô luôn pha này không di chuyển cho cái xét lúc đầu nha. Con xét nổ rất là kinh khủng anh em ạ. Khi mà dính nổ xét là nó toang này. Khi mà kháng lôi của này được bao nhiêu món đây? Không có kháng lôi anh em, có hai món kháng lôi, có mười mấy thôi. À, không có kháng lôi là dễ toang lắm anh em. Đánh ngay chân mình thế à? Anh em có thể thấy cô luôn sẽ đánh ngay chân mình không em? Đánh ngay chân mình không à? Ôi, chết. Trận đấu còn 2 phút 20 giây thôi nè. Rất là hấp dẫn anh em. Kèo này rất là hay anh em. Đánh ngay chân, đánh ngay chân, đánh ngay mình, đánh ngay mình. Đúng rồi. À, cô luôn sẽ hay quá. Đánh ngay mình, đánh ngay mình. Thiếu Lâm vô là chỉ chết, đúng rồi, đánh ngay mình. Đó. Anh em có thể thấy hay không? Anh em có thể học tập nha anh em. Cô luôn sẽ cũng khá mạnh về BK đó em. Chết. Đánh ngay mình, đánh ngay mình. Đó, vô là chết, vô là chết, vô là chạy. À, khả năng Thiếu Lâm sẽ thua đam nhiều anh em. Làm khả năng sẽ thu đam anh em ạ. 1 phút 40 giây thôi anh em. À, cô luôn BK hay quá anh em ạ. Rất là hay. Đánh rất là chắc anh em ạ. Đó, cứ ngay chân mình mà thả thôi. Không phải sơ hở nha anh em. Sơ hở một tí thôi là mới đặt ma coi như là toan. Đánh hai cho vụ 5 phút rồi nhưng 30 giây. Chết. Bắt mạch chân kinh tranh thần thủ. 5 giây sơ hở thôi cũng toàn anh em. 1 phút nữa thôi anh em. Đừng ham anh em. Đừng có nên ham. Ham lấy đam là chết. À, cô luôn hay quá này. Thấy là chạy được, hay quá. 40 giây xả thể lực anh em. 40 giây. Cần gì phải khổ sở như thế này. Bút chưa được không? Ôi. 20 giây, khả năng là thể lực đủ. Khả năng thắng anh em ạ. Mã Tặc đang tin tưởng là mình hơn đam nên là đang chạy. Không thèm đánh nữa anh em. Sư Tử Hống thì không bút trúng được rồi, rất là xa. Cái quần què đang rất là tức à. Cái quần què bị đánh trúng 19k lần anh em ạ. À, như vậy thì Ma Tặc lại giành chiến thắng nha. Nhìn trúng bằng Ma Tặc. Ma Tặc bị đánh trúng có 5k. Sao thì thấy Ma Tặc đánh rất là hay. Nhưng gặp Thiên Vương Bang thì chưa chắc điều gì sẽ xảy ra anh em ạ. À, Thiên Vương Bang đã gọi được 2-3 hit. À, khó cho Thiếu Lâm quá nè. Như vậy là tỷ số ra hiệp 1 đã nghiêng về 1-0, đã nghiêng về Ma Tặc nha anh em. Thật sự là chiến thuật của Ma Tặc rất là hay. Anh em ạ. Chúng ta có thể học hỏi qua trận đấu này, học hỏi cách BK của Ma Tặc nha anh em. Một chiến thuật mà mình công nhận là rất là hay. Không cần chứng kích liệu đối phương nhưng là hơn đam là thắng rồi. Không cần gì phải giao đấu chi cho mệt anh em ạ. Ta cùng xem lại những món đồ của Ma Tặc nha. Rồi, hy vọng trong hiệp đấu thứ hai thì cái quần què
Tạc Ma sư tổ là lấy lại danh dự cho mình nha nè. Khi mà hiệp đấu thứ nhất thì Ma Tạc đang đánh với tâm thế rất là cứng cựa anh em ạ, không giây phút nào lơ là. Hy vọng thì trong hiệp đấu này thì cái vòng quà sẽ tìm được sự may mắn cho mình khi tìm được đường áp sát đối phương. Rồi ta cùng vào hiệp đấu thứ hai nha anh em. Ở hiệp đấu thứ nhất thì cái vòng quà rất là may mắn khi vừa vào đúng lúc thời gian đã điểm. Ức chế Thiếu Lâm gặp cô Long Xét. Nếu Đạt Ma mà cho gặp Thiên Vương Trì thì hay nhỉ anh em nhỉ. Đạt Ma gặp Thiên Vương Trì với hay anh em ạ. Mà thằng mà gặp Thiên Vương Trì, cô Long Xét gặp Ngũ Độc thì hay hơn anh em nhỉ. Mà lá thăm may mắn, lá thăm may rủi đã bốc cô Long Xét gặp Thiếu Lâm Đạt Ma. Ta cùng xem thử cái con què trong hiệp đấu thứ hai sẽ làm cái gì anh em. Còn 40 giây thôi anh em ạ. Ở hiệp đấu thứ nhất thì chúng ta đã từng chứng kiến một cách lối BK rất là điêu luyện của Mata, đã làm cho cái vòng què mà không chịu, không tìm được cách nào là áp sát mình rất là hay, với những đường lối di chuyển rất là nhịp nhàng và cách né đam rất là tốt. Ta quay lại hiệp đấu thứ hai thì coi như là Ma Tặc có giữ được lối đánh riêng của mình không, lối đánh mà thương hiệu Ma Tặc của mình không. Ta cùng chờ đợi trong vòng 20 giây nữa nhé này. Rồi bút rất là nhanh, đánh bút cho đối phương rất là nhanh em, bút bảo tù khác rất là nhanh. Nói chung là cách BK phải quen với ô tù này mà, nói chung phải tập luyện nhiều nữa anh em. Không trúng anh em ạ. Nãy giờ thì Thiếu Lâm vẫn chưa đánh trúng anh em ạ. Cô Lô thì đang dùng bùa giảm choáng này. Những cái bùa giảm sinh lực mana và sinh lực nữa anh em ạ. Xong cũng không dính, không đánh được anh em ạ. Một phút đã trôi qua anh em ạ, một phút đã trôi qua nhưng Đạt Ma vẫn chưa tìm thấy được đường tiếp cận của Long Xét. Rồi vẫn không trúng anh em. Đấy, cổ lồng bung thể lực chạy ghê quá. Hai bên, một bên này bút chùa choáng, một bên này bút cái sư tử hống. Thiếu Lâm không nên dí theo. Cứng một chỗ, không nên dí theo, càng dí theo càng không đợi để cho cô luôn sẽ chặn mình, chặn đường mình đánh bút sư tử hống. Chứ bút sau lưng khó trúng quá, bây giờ không thấy trúng luôn, 2 phút rồi chưa qua này mà không thấy trúng gì luôn. Đó, hai bên đều dùng 2 chiêu choáng. Cô Lô người đang lợi thế tốc độ chạy. Rồi không dính luôn. Đó.
cô luôn sẽ thả rồi, thả rồi, không dính luôn, chết chết chết, không chết được. Đó, cô luôn sẽ bay lên nhanh quá. Không đánh hàng long bắt dính lại cả đánh đặc ma nha. Đó đó. Nãy giờ mình chưa thấy Thiếu Lâm đánh trúng cô lùn xếp phát nào anh em. Thời gian trôi qua 3 phút rồi. Truyền rằng ở trên giang hồ một bi kiếm võ công vang vòng mãi. Cái ông què đang cũng vẫn đang bút thì tự hống liên tục. Bát mạch chân kinh lập danh. Nơi trường xong. À, không dính. Xong. Mít 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 mít. Mít 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 mít. À, đánh hàng long bắt dính lại đánh gõ nha. Tại vì đạt ma cũng bị đánh mít này chứ không phải là cái nào cũng chính xác hết em ạ. Khả năng chúng đam hơi nhiều rồi đó. Còn 2 phút nữa thôi em. Tao thấy ma tặc vẫn giữ được cho mình cái tâm thế vững anh em ạ. Vẫn đánh rất là chắc tay. Không thấy sơ điểm sơ hở nào luôn em. À, có thể thấy thì Thiếu Lâm đang bị chúng đam rất là nhiều. Một phút 20 giây nữa thôi em, cho những nỗ lực của cái vùng quê. Rất là khó cho Thiếu Lâm anh em ạ. À, mà tạc đánh hay quá, trời ơi. Bùa này như là bùa tốc độ chạy nè. Bùa giảm tốc độ chạy. Uống bây giờ thôi. Cô lượng sẽ chạy bao quanh này mà 20 giây nữa thôi. À, không xin không được rồi. Chúng ta chờ đợi sự kết quả lên em. À, khó có cười Thiếu Lâm quá anh em. Rất là khó chịu. Rất là ức chế anh em ạ. Người 18k và 2k đang về đây một cách biệt quá lớn. Như vậy thì ma tạc đã giành chiến thắng cung cuộc cái này, bó tay kìa này. Tạc ma đã bó tay khi mà BK của Golden Set quá hay. Xin chúc mừng ma tạc đã lọt vào vòng tứ kết nha. Và chia buồn với cái cùng què đặc ma. Một môn phái mà tưởng chừng như là đã rơi vào di vang. Rất là ít người chơi nè. Xin chào tất cả anh em nha. Xin hẹn anh em ở một video tiếp theo. Anh em đừng quên để cho mình một like, một lượt bình luận cho một cặp đấu ngày hôm nay nha anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha anh em. Bye bye anh em.